Chú này cùng đơn vị bạn hồi xưa luôn hả chú? Bạn luôn ha. Rồi hôm nay nhìn ông ba của sư cũng xanh xao ha. Rồi đây chị ha, đây sư mới lại nè, mới lại nhà của chú chị. Lại cái sư. Chú có hỏi thăm là hôm nay thầy khỏe không? Dạ. Khỏe chứ. Dạ. Tại cái chú cũng có lọc về ha, trong trơn thấy em trơn, thấy em trơn quá trời rồi. Là tay cho không gửi là chú à. Em một ngày đây đây có điện trợ với em mà em chuyển gọi. Chú thấy sư Minh Tệ ở đây như vậy là mình thấy khi mà sư Minh Tệ về đây có khác biệt gì so với 9-10 năm trước không? Dạ. 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 Cái cốc đó ha. Dạ. À. Bác không gài là bác chơi cũng chưa gặp sư ở ở ngoài đời, gặp luôn ngày đầu. Dạ gặp mà nha. Dạ. Trời ơi. Chú thấy ông đi nhanh dữ lắm mà. Lúc ra nhà thứ hai do người ta qua quay. Dạ. Dạ. Tội nghiệp nhất là nhà của ba thầy á. Sao lúc nào cũng lại quá trời đông luôn rồi lại chứ sao thì ba thầy chịu nổi. Đâu này ba thì cái ông cha cũng thay là thấy ông như con một người luôn người ta bao ra thì đi lại khúc đức á. Dạ. Nhưng mà ý là quá đông. Thì ông thấy ông lại đó bố mẹ cho cho người ta bao. À, thì bố mẹ cho bao luôn ha. Dạ. Ông còn vợ nó. Dạ có biết mà, nhưng mà sẽ không có ga đâu. Đi đi liền người ta bu liền. Dạ. Nói chung ở đây là người ta hỗ trợ hết mình luôn á. Con thấy là phải đảm bảo an ninh trật tự ở đây đi rồi muốn sao cũng được cả. Dạ. Thì quá tốt hay quá quý ha chú. Dạ. Quá trời đông mà. Dạ. Quá đông luôn kiểu đó. Thật sự mà nói thì ở địa phương người ta hỗ trợ hết mình chứ không có khó khăn gì chân á, nhưng mà tại người dân ở đâu quá trời đông mà. Dạ. Là cái việc mà an ninh là phải đảm bảo. Tất nhiên rồi. Dạ. Nếu mà thầy ở đây thì làm tu giờ không muốn hại ông chứ. Dạ. Tại vì con có ta coi cái thống kê á, cái lượng người mà người ta thu hút mà người ta đến đây rất là đông luôn, một ngày với mấy ngàn người. Ngày qua là nghẹt luôn. Nghẹt luôn hả chú? Không cái kẹt xe thôi mà. Kẹt xe luôn. Kẹt luôn. Dạ. Dạ. Ngoài. Người ta cho là khi mà đảnh lễ kìa, còn cái lúc khất thực là phải để cho thầy thoải mái. Chứ còn bu như vậy bởi vì người ta, bởi vì thầy là ẩn ta đi trốn là phải rồi đó. Đúng rồi. Trốn luôn chứ không nói gì nữa. Thứ nhất là thầy sợ về cái vấn đề an ninh trật tự ở đây. Thứ hai là thầy nghĩ là nếu mà đông như vậy ảnh hưởng cả xóm làng. Tôi nhớ là báo của Mỹ. Dạ. Yeah. Báo của Mỹ trước đây không được có Quảng Bình. Từ những phòng tập. Dạ. Yeah. À, Wikipedia. Đúng rồi. Rồi cách đây 2 ngày là họ đưa lên báo cũng báo của Mỹ và đưa lên là đó là người thứ hai tên thứ ba. Rồi. Báo của Mỹ nha. Không phải được giá. Rồi họ đưa như mình là toàn cầu. Dạ. Là báo của Anh. Dạ. Không phải có còn gì trong nước có bao nhiêu có thế giới. Chú thấy sư Minh Tệ ở cái hạnh của sư như thế nào? Quá lớn. Quá lớn. Quá lớn. Không ai hình dung. Thế đó. Người ta không biết. Cái anh viết pháp. Chưa chắc anh đã hiểu được pháp gì. Yeah. Anh biết pháp chưa chắc anh đã hiểu, nhưng mà anh hiểu pháp còn hơn anh biết pháp. Yeah. Các anh đi thực hành thành pháp anh đó là cuối cùng. Yeah. Yeah. Sư Minh Tệ mà con thấy cái miếng giấy mà sư còn để lại cái giữ giới á, mấy ổng ghi lại mà phải nói là tớ coi như là Phật sống luôn rồi đó, giữ biết bao nhiêu giới luôn. Có nhiều câu hay. Dạ. Dạ. Giới nằm, giới ăn, giới uống, giới ứng xử. Nói đó. Dạ. Bây giờ nó là đạo hữu.
học cho một cái bộ phận một cơ thể thật và có cho học cho có gì thì không một ngày nếu anh làm hết cơ thể rồi nó không làm ta không có tại cái thân này là chỉ mượn tạm để tu thôi chứ còn mà là mà chú bác là bạn của ba mẹ thầy là cái thời thời còn làm một cái bên cái dạ không hình dung được cái giá người ta chấp nhận một mình còn ở Mỹ đâu phải là nhận bao nhiêu tiếng người ta mình có đưa cho tôi biết tôi tập bách khoa toàn thư cái đó toàn thư cho cái tự dễ tìm kiếm á Wikipedia đúng rồi mà cái thứ hai ngày họ đưa lên là bây giờ tập 2 á tập 2 gì sau ông là giết là ổng hoặc tính tìm từ điển gì tắm cái chữ nó ra là nó sẽ hiện ra là tên tuổi bấm sơ bên tải là ra rồi bây giờ là hiện à tiểu sử là nó gà hết chân luôn hoạt động gì là ca hết nói chung là ba mẹ thầy á là không có cấm cũng tạo điều kiện nhưng mà tại vì mọi người phải có ý thức đến quá đông là mất trật tự mình nói chung như thế này là thì cái phước đức là do tâm mình tạo ra chứ đừng có nghĩ rằng đi vào trong đây mà lấy những cái cây nến nè lấy cái gói bánh rồi lấy trái cây là mang được phước đó con thấy vô cái cốc của sư á lấy cái này tập lum là la thấy kỳ cục quá trời mỗi người có cái bánh anh mua cái tấm không có cắn được cái gì đó tín ngưỡng mình rất là tôn trọng nhưng mà cái gì nó cũng phải có ý thức này vô mình thấy lấy cái này cái kia kỳ cục quá trời lên ra đâu đi đâu có đi kiếm được đâu đi không cái này là người ta đi kiếm phước á hồi nãy bác vô vậy rồi thấy ba mẹ của thầy hôm nay khỏe không bác dạ hiếu ha ba trăm chú dạ tại con thấy ba mẹ thầy cũng lớn tuổi rồi tụi con cũng không muốn tới nhà để làm gì dạ tụi con không lại là để mới khỏi làm phiền ba mẹ tại vì ai cũng có người đàn có nhiều người họ bà trong đó họ tắm rửa ăn ngủ đó kỳ cục quá còn có việc xong mình về mình đi đặt cái lễ xong mình về thì mình nói gì nó cũng người khác còn nói Trung Quốc mà các cái Trung Quốc họ làm cũng rất là ngon đi hết vào lòng rất là con nó thẳng nha, truyền thông đi quay tới kiếm tiền nhưng mà không cái mức độ tiền của nó. Nó tốt nhất là để bây giờ đừng vô thời gian. Dạ. Buộc mình cũng phải có những cái nó được cái lỗi cái. Dạ. Giờ mình nói áo thì là. Nói chung á bây giờ mình bác có biết thì bác cũng hận chỉ ai nữa chỉ rồi bắt công vô có bắt đầu nghe bắt đầu vô nữa dạ thì chắc chắn là sẽ xuất hiện nhưng mà sẽ thời gian lắng mới được chứ bây giờ chắc chắn cỡ 3 tháng nữa sư Minh Tài sẽ không ra đường tại vì ra đường nghe bây giờ là lại đông nữa nếu như mà nhà nước cũng tiền được chưa chấp nhận sao? Dạ. Còn cái chỗ ở thì chắc chắn là sẽ ở được chắc rồi, sẽ quay về cốc cũng chừng nhưng mà sẽ khắc thực thì sẽ hạn chế. Dạ. Chứ bây giờ. Dạ. Theo bác cái bình thường ở khu vực của thầy chắc có lẽ bình thường không có thầy chắc vắng lắm ha, có thấy đâu có nhà ở đâu? Dạ. Dạ. Con nghe nói mấy bữa nay là thầy về là ở khu vực là nhà trọ là rất là đắt luôn, cà phê là trái cây đều bán rất là đắt luôn. Dạ. Hết trái hết vé luôn ha. Hết vé luôn. Trước là có
giờ gần 3 ngày phải không thầy, không biết thầy ăn uống sao nữa nè. Sẽ giữ tố chức ở nhà hay là địa phương là chính quyền người ta phải tố chức nào đó. Nói chung á thì mọi người mà nghe những cái clip, mọi người đừng có nên làm phiền thầy để đi theo khất thực vậy á. Tại con nghe nói á, thầy bình thường á, thầy tự đi khất thực đến nhà dân thầy mới ăn. Còn những như thế này, ẩn như thế này là thầy sẽ không ăn, thầy sẽ ngồi thiền. Chứ tự nhiên mà đem tới tận tay thầy không, sẽ không ăn. Cái hạnh của thầy vậy rồi, kẹt lắm mấy ẩn tu. Dạ, dạ, dạ. Cái hạnh mà giữ là hạnh nằm, hạnh ngủ, hạnh ngồi chứ đâu phải là đơn giản đâu. Dạ. Phải ngồi trước, mới đầu là luyện phải ngồi trước. Dạ. Con nghe kể cái anh bạn của thầy nói là lúc trước thầy bận cái áo vàng vàng á, cầm cái nồi cơm là trời nắng 12 giờ trưa vậy đứng vậy đó. Thì lúc đó người ta đâu có biết, người ta tưởng là thầy là có vấn đề gì không à. Mà thực tế là thầy đã luyện. Dạ. 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 Không biết luôn ha. Dạ. Dạ. Tại vì có tu lệ tập trước ở đó cái cốc rồi. Cái cốc đó hình như xuất hiện là 9 năm hay 10 năm gì rồi đó, cái cốc đó. Hồi xưa là có mấy miếng dán nguyên thủy lắm kìa, bây giờ tại sửa cây lót chứ còn là dạ. Nói chung là bác cũng nắm tình hình đến nhà của ba mẹ thầy rồi. Nói chung là bà con đừng có nên ồ ạt nữa, để lắng xuống cho sư đi mà bộ hành thoải mái đi mọi người, đó không? Bây giờ đông quá rồi, làm giờ mình thì thỏ ước nguyện, nhưng mà sư thì lại là bị ngăn chặn lại cái đường đi. Thì bây giờ chắc chắn là sẽ khó xuất hiện rồi. Đó cho nên là mọi người ở đây thì con cũng nghe nói là người dân, không phải người dân ở đây người ta ồ ra, mà ở đâu họ lại không à. Dạ. Bây giờ ở đây người ta có thấy, người ta cũng đứng nhìn từ xa chứ không có ra mà kiểu chạy vậy đâu. Dạ. Muốn ẩm bọn lên. Dạ, còn muốn ai cũng muốn chạm, muốn đụng thầy chứ á, mà trong khi đó họ không biết là cái thỏ cái ước của họ, mà nhưng mà cái đó là cái bị phạm giới của thầy. Thầy là không có được đụng phụ nữ luôn. Phụ nữ chạm thầy là tội thầy nữa. Cái đàn ông cũng chạm không được. Nói chung là hạn chế luôn á. Coi tại vì con đọc cái miếng mà thầy ghi lại á, cái miếng mà để giữ giới cho, phải nói mình làm được hai điều thôi cũng chưa chắc gì được, chứ đừng nói mấy chục cái mấy trăm cái vậy. Mỗi cái được ngồi cũng là một cái cọng cỏ, là cũng là phạm đó, giữ tới mức độ vậy đó. Cho nên là hạn chế, thầy đa số là ngồi nghĩa địa là nhiều, nghĩa địa hay là ấy đó. Ăn uống và cách ứng xử, thậm chí người kia có chửi mình cũng mình thầy cũng phải không có trả lời nữa.